Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Nhung Hôm nay thì Nhung sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm nền màu cầu vồng nhé Và tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng uh, nhũ siêu sáng này Rồi mình ẩn xà cừ nổi và mình sẽ ôm viền làm sao đấy để xà cừ nó không bị lộ lên trên bề mặt Và mình sẽ kể cả là dù có trang trí đơn giản đến mấy Ví dụ như cả một miếng xà cừ đặt lên trên móng tay Thì nó vẫn có một cái nét gì đấy gọi là cầu kỳ và nhìn nó sang ấy Rồi đầu tiên là bây giờ mình sẽ sử dụng uh, một bộ móng giả nhé Tiếp theo đấy là mình sẽ sơn gieo loang lên trên này giao lan lên trên và tiếp theo đấy các bạn sẽ sử dụng à, chọn cho mình bốn màu các bạn ưng nhất nhé ví dụ như kiểu nó sẽ cùng tông ví dụ như kiểu là hồng tím này rồi là hồng này rồi màu tím này rồi màu đỏ này hoặc là màu xanh hoặc là màu vàng gì đấy nói chung là tất cả những cái màu rồi đấy nhìn nó cùng tông một chút nhé thì nó sẽ dễ tan vào nhau hơn bởi vì ở trên lớp nền này này nó đang có một cái lớp loang rồi nên là các bạn đánh thoải mái luôn đặt lên trên bề mặt móng như này nhé tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng màu tím này bởi vì là trên lớp nền có lớp loang rồi nên nó sẽ rất là dễ tan một cái mẹo nữa nhé là khi mà đánh loang ở trên bề mặt móng mà cảm thấy đang ít loang ấy thì các bạn có thể sửa bằng cách là sẽ pha với cái pha với cái màu mình chuẩn bị đánh ấy pha với loang ví dụ như kiểu là mình đặt một giọt màu vàng lên này đặt một giọt màu vàng ra một cái nhẫn để mình pha màu này rồi tiếp theo đấy là mình sẽ cho một giọt loang vào để bắt đầu uh, quyện màu vàng với màu loang đấy để mình bắt đầu đánh nhé màu xanh này cũng tương tự như vậy các màu như thế này thì nó mình sẽ đánh theo cái sở thích của mình. Mình sẽ cho đi hơ nhá và đánh lớp thứ hai này. Lớp thứ hai cũng tương tự như vậy. Không sợ rằng là nó không lớp đầu nó không đều nó sẽ không đẹp đâu nha bởi vì là cái loang này này, lớp nọ nó trồng đến lớp kia thì dần dần nó sẽ tự tan theo một cách nào đấy. Ban đầu thì rất là nhiều bạn kiểu sợ ấy, làm hơ rồi thì nó sẽ bị xấu và không tẩy đi được nên các bạn không dám làm nhưng cứ thử đi vì là cái loang này này lớp thứ nhất là nó không đều màu này với màu kia nhưng lớp thứ hai mình đánh màu màu nọ với màu này ấy, thì nó sẽ lại tự nhiên lại thành một cái lớp nào đấy nó lại hơn nó lại có một cái độ đều nhất định tiếp theo đấy nhá là các bạn sẽ sử dụng màu xanh này thực ra là hơ thực ra là mình sử dụng bốn màu và mình sẽ cho loang lên trên này bốn màu tán lần một này cho vào hơn này rồi tiếp theo loang tiếp cho loang liên tiếp này và bốn màu tán lần hai cho đi hơ đấy vậy là xong rồi sau khi mà xong hết tất cả các lớp này nha các bạn cho đi hơ và các bạn sẽ bện màu lên trên cùng này khi mà bện màu ở trên lớp nền loang như thế này này màu của nó rất là mướt nhá rất là mịn và nó ăn luôn ở trên bề mặt móng này không cần phải làm gì nữa nó cũng nó cũng đã là ok rồi nếu mà muốn cầu kỳ thêm ấy và có mắt thẩm mỹ thêm thì đánh thêm một chút màu nữa như thế này là xong này Rồi tiếp theo đấy là các bạn sẽ cho đi hơ Và sẽ sử dụng cái gel lạnh giúp mình Khi mà sử dụng gel lạnh thì bắt buộc phải có cọ gel thì mới tán được nhé sau khi mà đặt gel lạnh lên trên thì mình sẽ sử dụng một cái miếng xà cừ này gọi là xà cừ bảy màu Tức là nó dạng là xà cừ ngọc trai đấy Nó rất là mỏng này Và nó 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 ra nhiều màu nữa bí quyết để mà đặt cái xà cừ này lên trên nó không bị gồ và không phải mài đi quá nhiều thì mình sẽ sử dụng cái miếng xà cừ này mình nhấn vào trong cái hú gieo lạnh nhé thì để cho cả miếng xà cừ này nó tấp gieo lạnh rồi thì mình đặt trên bề mặt móng thì nó sẽ không bị lộ nữa rồi mình cho đi hơ một chút này sau khi mà cho đi hơ xong thì bây giờ các bạn sẽ uh, sử dụng cái nhũ gieo sáng các bạn đặt lên trên như thế này rồi cho đi hơ tiếp nhớ nhá tất cả các lớp gieo này đều phải cho đi hơ thì nó mới khô được vì trong quá trình mình làm clip ấy, thì mình sẽ cắt đi một số đoạn sau khi hơ xong rồi nhá Rồi các bạn sẽ lau đi này Nhớ nhá cho một lớp gel nữa lên trên cũng được Hoặc là nếu mà cảm giác là cái này này Nó mỏng quá nó tẹp lên trên bề mặt móng rồi Thì các bạn có thể sơn tốt luôn Sau khi sơn tốt xong thì mình có thể hoàn thành rồi Rồi cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip này Và nếu như các bạn thấy clip này hay Thì hãy ấn like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo